Xin chào tất cả các anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên một số cái đơn hàng của lan rừng của Lai Châu gửi tới các bác. Đơn đầu tiên là đơn đuôi chồn của Lai Châu. Đơn đuôi chồn ghép trên cái bảng dớn như này. Đơn này là đơn H1. H1 của em có giá 280.000. Đấy, hàn một đây nhé các bác nhé. Hàn một em có 1 cây 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9 hay 10 cây đấy. Nó khoảng 9, 10 cây gì đấy các bác nhé. Nó cứ chui bên trong em chẳng đếm hết được đâu. Đây, hàn một đây nhé các bác nhé. Đuôi tròn, ghép đã bám hết giá thể rồi. Các bác cứ yên tâm. H1 280.000. Tiếp theo H2 của em đây. H2 của em này, cây cối rất đẹp đây. 1 cây 2, 3, 4, 5, 6, 7 cũng 280.000. H2 thì cây nó to hơn nhé các bác nhé. Nó có 7 cây thôi nhưng cây nó to. Cũng 280.000. Đấy, 280.000. Em sang H3 cũng 280.000. H3 của em có 1 cây 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây. Cũng 280.000 nhé. H3 280.000. Đấy. Tiếp theo em vào cái đơn H4 đây. H4 thì cây cực kỳ to nhé các bác nhé. Cây rất to, rất đẹp nhé. Toàn cây đẹp thôi nhé. H4 của em có giá là 350.000. 1 cây 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. 350.000 cho 9 cái cây này. Đây các bác nhìn chất không? Cây toàn cây to, cây đẹp nhé. Tiếp theo đơn H5 là một đơn tam bảo sắc nhé các bác nhé. Tam bảo sắc Lai Châu thì hoa cực kỳ thơm nhé. Một đơn tam bảo sắc như này. Đây, các bạn nhìn kỹ giúp em nhé. H5 của em có giá 350.000 nhé. Một cái bảng tam bảo sắc như này nhé. Đấy, một cái bảng như này. Cây cối đây. Toàn bộ cây cối nó có như này. Các bác thì trước khi chốt đơn các bác nhìn kỹ cây cối giúp em cái nhé. Đấy, các bác nhìn kỹ cây cối giúp em. Em sẽ gửi đúng hình đúng cây cho các bác. 350.000 cho H5 nhé các bác nhé. Tam bảo sắc. Tiếp theo tam bảo sắc H6 cũng 350.000. Đây nó có một cái cây rất chất này. Lá bản lá rất to. Trong này bản lá rất to nhé các bác nhé. Cũng 350.000 nhé. H6. Đấy, H6 đây. Dễ thì nó đã chi chít rồi. Nói chung là dễ chi chít rồi. 350.000. Các bác chỉ cần làm một giò này thôi, đến mùa hoa thì ngửi thơm điếc mũi luôn. Đấy, đến mùa hoa thì chỉ cần cái đống này nó ra khoảng chục bông, 5 bông thôi nó đã thơm ngát cả nhà rồi. Đấy, các bác nhìn kỹ giúp em nhé. Tiếp theo em sang đơn long tu đá tím của vùng đất Sìn Hồ Lai Châu. H7 của em đây. Đấy, một cái đơn long tu như này. Có giá là 200.000 nhé các bác nhé. Một cái đơn long tu như này. Long tu đá tím. Thế này mà về vùng khí hậu nóng có thể là nó nở vào dịp Tết nhé các bác nhé. Còn trên em thì thường thường nó nở vào tháng 3. Tiếp theo long tu đá tím H8 của em là có giá là 250.000 nhá. Chậu long tu đá tím như này, H8 250.000. Những cái đơn hàng nhà em thì chưa bao gồm phí ship nhá các bác nhá. 250.000 cho H8 long tu đá tím. Tiếp theo, em vào cái đơn hoàng thảo kèn Lai Châu. Đơn này là H11, hai thân. Mỗi thân 20 sen.
mỗi thân 20 sen. Đấy, H11 có giá là 300.000 nha các bác nhé, 300.000 cho hai cái thân này, mỗi thân 20 sen, 300.000 H11. Tiếp theo cái này là H9 cũng 3 thân nhưng mỗi thân nó dài khoảng tầm có thân 30 sen, 40 sen và 50 sen nhé, một thân 30, một thân 40, một thân 50 sen. Đấy, hoàng thảo ken 3 thân. Cái này năm ngoái, năm vừa rồi hoa cực đẹp luôn các bạn. Năm vừa rồi này, cây này H9 của em có giá 700.000 nhé, 3 thân này nhé. Dài 30, 40, 50, 3 thân. Số đo bình quân nhé các bạn nhé. Đấy, số đo bình quân 30, 40, 50 sen một đầu như này nhé. Tiếp theo H10 cũng hoàng thảo kèn, một thân thôi, 250.000 nha các bác nhé. Thân này được dài gần được 40 cm rồi, cũng 250.000 nhé. H10. Đấy, những cái thân này nó mầm gốc nó đang ra này các bác này. Đấy, mầm gốc nó đang ra. Nó đang đẻ. Tiếp theo em vào H15. H15 của em có giá là 350.000 nhé, 350.000 thôi, lấy các bác 300 thôi. H15, hai thân này nó nhỏ hơn một chút, một thân được khoảng 15, một thân được hơn 20 một chút, để được một cái kia đây, lấy các bác 300 đi nhé. H15 hoàng thập kèn 300. Tiếp theo em vào H12 ám cổ Văn Giang. H12 của em ám cổ Văn Giang nhé, phi điệp ám cổ Văn Giang, hay còn gọi cái trong miền Nam các bác gọi là giả hạc ấy, nhưng mà nó thuộc cái dòng ám cổ của Văn Giang nhé. Này hoa tương đối đẹp ấy, hoa cực kỳ thơm, hoa phi điệp tím như nào thì nó thơm như nào, nó thơm như vậy. H12 200.000 nha các bác nhé. H13 của em ám cổ Văn Giang cũng 200.000 nhé, vẫn đang đi ngọn này các bác nhé. Cả một chậu như này 200.000. Ngày xưa em bán một cái kỳ như này cách đây khoảng 3 năm, em bán một cái kỳ như này khoảng 400-500, nhưng mà bây giờ nó nói chung là hàng va vấp các kiểu nó cũng rẻ rồi, thì những cái hàng này nó cũng phải xuống theo thôi, nhưng mà nó không thể nào giữ giá được. Tiếp theo H14 của em cũng có giá là 250.000 nhé, cho một cái chậu này, này được khoảng hơn 30 cm. Năm nay những cái này sẽ có hoa cho các bác nhé, vẫn đang đi ngọn này, năm nay các bác sẽ được chơi hoa này. Đấy, còn kiều nhà em thì dưới này rất nhiều đây, nhưng mà em chưa bán được, dễ nó ra nó chưa ổn định, cho nên là em vẫn chưa bán, để nó khoảng tháng nữa thì em sẽ xuất cho bán cho các bác. Chồn cáo nhà em đây rất nhiều đây này, ở dưới này đuôi chồn rất nhiều này. Đấy, các bác rất nhiều, các bác cứ thoải mái đợi để cho nó ổn định cây cối thì các bác cứ thoải mái. Thôi, có lẽ em xin dừng video đây. Em xin chào các bác xem thì cũng nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ em.